Vâng, kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV. Và trước mắt chúng ta là một cặp loa Pioneer S180A. Đây là cặp loa rất nổi tiếng của hãng Pioneer và được các tín đồ audio tại thị trường Việt Nam săn đón rất là nhiều. Chất âm của cặp loa này thì em không cần phải giải thích thêm. Sau đây em sẽ mở e căng và em sẽ quay chi tiết để các bác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp loa Pioneer S180A. Đây là một cặp loa rất hiếm tại thị trường của Nhật Bản. Góc cạnh vẫn còn nguyên bản luôn, rất là sắc nét. Bát vân lì mút. Và cặp loa Pioneer S180A này em bán với giá là 13 triệu tiền Việt Nam. Và quý vị và các bạn sẽ thanh toán tiền cước trực tiếp cho nhà vận chuyển Tom XFS. Và nhà vận chuyển Tom XFS sẽ có trách nhiệm gửi hàng từ Nhật Bản về Hà Nội hoặc từ Nhật Bản về Sài Gòn cho quý vị và các bạn. Sau đó, hàng về Việt Nam sẽ được vận chuyển đến tận nơi cho quý vị và các bạn. Hàng đẹp xuất sắc và rất là khó có thể tìm được một cặp Pioneer S180A còn đẹp xuất sắc như cặp này. Mọi thông tin xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 81 mã quốc gia Nhật Bản 0906139 0568. Và em nhắc lại, cặp loa Pioneer S180A này em bán với giá là 13 triệu tiền Việt Nam và quý khách chịu tiền cước vận chuyển từ Nhật Bản về Hà Nội
hoặc từ Nhật Bản về Sài Gòn. Tiền cước quý khách sẽ thanh toán trực tiếp với nhà vận chuyển Tôm Express. Vâng, có lẽ em phải tạm dừng video ở đây. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng theo số liên hệ theo số điện thoại của em trên màn hình. Hoặc quý khách hãy để lại comment ở dưới phần bình luận. Em sẽ vào trả lời comment của quý vị và các bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Phượng Kỳ TV. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Phượng Kỳ TV.